ngày Việt Nam Thánh thì hôm nay mình bán nhiều hơn cô? Hôm nay là bán nhiều hơn, trên cũng đi nhiều lắm. Bữa nay bán chậm anh ạ. Chậm chậm. Việt Nam mình hơi buồn là mọi người cũng thấy quê. Những ngày trước thì anh bán như thế nào? Ngày trước thì bán cũng được anh ạ. Đúng, bán Philippines thì bán được. Chúng tôi biết bạn có nhiều lựa chọn và chúng tôi luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Đăng ký kênh YouTube Báo Thanh Niên để cảm nhận nhịp thở xã hội đầy màu sắc trên màn hình của bạn.